Won Se-won, đây là đội cứu hộ của lực lượng bờ biển Jindo. Có phải tàu của anh đang chìm không? Đúng vậy, làm ơn hãy gửi đội cứu hộ đến ngay đây. Ngày 16 tháng 4 năm 2014, một ngày định mệnh với 476 hành khách trên phà Se-won, trong đó có 325 học sinh của trường trung học Đan Won. Thay vì được thưởng thức sự vui vẻ của chuyến đi tham quan đến đảo Jeju, các em học sinh đã phải đối mặt với một thảm họa khốc liệt nhất trong lịch sử ngành hàng hải Hàn Quốc, mà nguyên nhân xuất phát từ chính con người. Đến ngày 18 tháng 4 năm 2014, sau 48 giờ cứu hộ, chiếc phà Se-won chính thức chìm hẳn dưới mặt nước, mang theo 9 thi thể còn sót lại. 3 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau về một thảm kịch sẽ mãi không bao giờ nguôi. Điện thoại đã đổ chuông, đó là điện thoại của con gái tôi, nhưng nó không trả lời. Thưa quý vị và các bạn, gần 3 năm trước, vào ngày 16 tháng 4 năm 2014 định mệnh, sau một tai nạn kỹ thuật, chiếc phà Se-won đã bị lật úp tại vùng bờ biển gần đảo Jindo của Hàn Quốc, cướp đi sinh mạng của hơn 300 người, trong số đó có 250 em học sinh. 3 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau về một trong những thảm kịch hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trong một diễn biến có liên quan, ngày 22 tháng 3 vừa qua, Seoul đã quyết định cho trục vớt phà Se-won với hy vọng có thể tìm được 9 thi thể vẫn còn mất tích. Đúng 3 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3 theo giờ địa phương, một phần của chiếc phà Se-won đã được đưa nổi lên mặt nước. Sau đó, nó sẽ được đưa trở lại bến cảng gần thành phố Mokpo vào ngày 4 tháng 4 tới. Liên tiếp trong 3 ngày qua, giới chức Hàn Quốc và đội ngũ thợ lặn đã làm việc xuyên đêm với hy vọng có thể trục vớt thành công chiếc phà Se-won dài 140 mét. Với mục tiêu trục vớt nguyên vẹn phà Se-won nên các lực lượng chức năng đã phải tiến hành công việc một cách rất tỉ mỉ và cẩn thận. Cho đến ngày hôm nay, một phần của phà Se-won được cho là bộ phận thăng bằng đã nổi lên trên mặt nước. Để kéo được con phà này lên, theo quy trình, sau khi xác định được vị trí chiếc phà bị chìm, lực lượng trục vớt sẽ đặt một hệ thống nâng xuống dưới phần thân tàu. Sau đó, họ sẽ thả cáp xuống và các thợ lặn sẽ gắn cáp vào hệ thống nâng. Sau khi gắn cáp xong, phà Se-won sẽ được nâng lên từ từ. Lúc này, hai chiếc xà lan có nhiệm vụ kéo dây cáp để nâng dần phà Se-won lên mặt biển. Hiện tại, do đuôi tàu Se-won đang bị nghiêng về một bên, nên rất khó để giữ được thăng bằng. Khi toàn bộ chiếc phà được nổi lên, hai xà lan sẽ đưa phần thân phà lên một chiếc tàu khác để chuyển đến cảng Mokpo. Toàn bộ quá trình trục vớt và vận chuyển con tàu đắm về cảng sẽ rất khó khăn và đòi hỏi điều kiện thời tiết tốt. Đồng thời, việc trục vớt đòi hỏi mặt biển khá phẳng lặng, sóng phải dưới 1 mét và tốc độ gió cần dưới 10 mét một giây. Hiện việc trục vớt đang được tiến hành bởi một hiệp đoàn Trung Quốc thực hiện, dẫn đầu là tàu cứu hộ Shanghai, thuộc sự quản lý của nhà nước Trung Quốc và chi phí trục vớt khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Các nhà điều tra đã kết luận rằng thảm họa trên chủ yếu do con người gây ra, hậu quả của việc chở quá tải và thủy thủ không có kinh nghiệm. Trưởng phà Lee Jun-seok đã bị kết án tù chung thân với tội danh giết người do bất cẩn và 14 thủy thủ phải chịu mức án tù giam từ 2 đến 12 năm. 250 số phận, 250 ước mơ đã vĩnh viễn mất đi khi chiếc phà Se-won định mệnh chìm xuống lòng biển lạnh giá, bỏ lại những hoài bão còn dang dở. Sau gần 3 năm, người thân của các em học sinh xấu số vẫn ngày đêm chịu đựng sự mất mát, không gì bù đắp nổi. Chính vì thế, kể từ khi chiến dịch trục vớt phà Se-won diễn ra, rất đông các bậc phụ huynh, thậm chí cả những bậc phụ huynh không có con thiệt mạng trong thảm họa này, đã tập trung tại hiện trường để tận mắt chứng kiến quá trình trục vớt. Và một lần nữa, nước mắt của các bậc làm cha làm mẹ không thể nén được khi mường tượng những gì đã xảy ra với những đứa con của mình. Khu trại trên đỉnh đồi ở đảo Đông Gyocha, hòn đảo gần nhất với nơi phà đắm, chỉ cách 1,5 km. Khoảng 50 bậc phụ huynh đã tập trung tại đảo để làm lễ cầu nguyện. Trên chuyến phà ra đảo Đông Gyocha vào ngày hôm qua, có cả ông Lim On-gyu, cha của em Lee Yo-han, nạn nhân xấu số trên chuyến phà Se-won. Thi thể của em đã được tìm thấy sau một tháng khi thảm họa xảy ra. Mặc dù đã tìm thấy thi thể đứa con yêu quý, nhưng ngày hôm nay, ông Lim On-gyu cùng vợ vẫn đến đây để cầu nguyện cho con. Là cha
là mẹ, ai cũng đau xót vậy thôi. Tôi cũng không thể tưởng tượng được nếu như tôi không tìm được thi thể của con tôi. Thật khó để tưởng tượng. Đó là lý do vì sao tôi thường xuyên đến đây. Tôi cảm nhận được nỗi đau thực sự của các bậc phụ huynh. Và sau cùng, các con chúng tôi đều học chung một lớp. Kể từ tháng 9 năm 2015, chính quyền địa phương đảo Đông Gyocha đã đồng ý cho lắp đặt hai khu trại để người thân của các nạn nhân đến đây tưởng nhớ lại thảm kịch phá Sewol. Bên ngoài các khu trại, các bậc phụ huynh đã treo những dải duy băng màu vàng với hy vọng những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Gần 3 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn chồng chất nỗi đau khi những mái đầu bạc phải chôn những mái đầu xanh. Mỗi khi chạm tay vào nước, tôi cứ cảm giác như đang chạm tay vào người con gái tôi vậy. Chị vẫn nghe thấy giọng nói của em, chị vẫn cảm thấy em đang đứng trước mặt chị. Trong khi đó, tại bến cảng Pae Mok Hang của đảo Đông Gyocha, những dải duy băng vàng được buộc dọc cầu cảng. Những ngày này, người dân địa phương và khách du lịch cũng ra đây để tưởng nhớ về những gì đã xảy ra. Trái tim tôi đã tan vỡ khi biết họ đang nâng phà lên khỏi mặt nước. Cũng là một người cha, tôi cảm thấy rất tiếc về những gì đã xảy ra trong vụ tai nạn này. Tôi cảm thấy một nỗi đau trong tim tôi, và tôi đến đây với hy vọng có thể nhìn thấy thi thể, các nạn nhân còn sót lại được đưa lên bờ. Công cuộc trục vớt sẽ được tiến hành trong 8 ngày. Tuy nhiên, nếu con phà có dấu hiệu vỡ, việc trục vớt sẽ bị ngừng lại. 8 ngày không phải là quãng thời gian dài, nhưng nó là khoảng thời gian đủ lâu khiến gia đình của 9 nạn nhân còn sót lại trong phà sống trong cảm giác hồi hộp, lo lắng. Song hy vọng được tìm thấy những nạn nhân xấu số nằm 3 năm dưới làn nước biển lạnh khơi trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ba năm đã trôi qua, thảm họa phà Sewol vẫn là một lời cảnh báo và nhắc nhở không chỉ cho Hàn Quốc mà tất cả các nước về vấn đề an toàn trong giao thông hàng hải. Việc trục vớt tàu Sewol ban đầu được lên kế hoạch vào cuối năm 2016, song đã phải hoãn lại nhiều lần vì điều kiện thời tiết không cho phép. Hy vọng rằng 6 ngày tiếp theo, công tác trục vớt tàu Sewol sẽ diễn ra suôn sẻ và việc trục vớt con phà này sẽ phần nào làm nguôi ngoai bớt nỗi đau của những người ở lại. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đạt được vào cuối năm ngoái, thị trường vàng đen vẫn chưa thu nhận nhiều tín hiệu khả quan. Về phần mình, Venezuela, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất quyết định cắt giảm sản lượng để từ đó tăng giá dầu trên thị trường thế giới. Mãi cho tới ngày 23 tháng 3 mới thực hiện cam kết này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với một nền kinh tế thiếu tính cạnh tranh và phụ thuộc chủ yếu vào dầu thô, Venezuela rất có khả năng phải hứng chịu những tác dụng phụ từ cam kết này. Và đây cũng là nội dung trong phần tiếp theo của chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 23 tháng 3, ngành dầu khí Venezuela cho biết chính phủ nước này đã ra lệnh cắt giảm sản lượng dầu tại một số mỏ dầu nằm trong vành đai dầu khí Orinoco phía đông nam quốc gia Nam Mỹ này để thực hiện theo đúng các thỏa thuận của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Tới nay, các công ty liên quan như PDVSA, ENI, CNPC hay Rosneft chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề nêu trên. Venezuela là quốc gia trong OPEC ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm sản lượng dầu nhằm tăng giá dầu thô. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò của Reuters trong tháng 2 vừa qua cho thấy, nước này mới chỉ giảm được 7% sản lượng, tương đương với 95.000 thùng một ngày so với cam kết. Và việc không hoàn thành cam kết của Venezuela có thể gây căng thẳng trong nội bộ OPEC. Ngay sau khi quyết định cắt giảm sản lượng nói trên được đưa ra, người dân Venezuela đã tỏ ra vô cùng lo lắng. Hàng nghìn chủ sở hữu phương tiện giao thông đã xếp hàng dài tại các trạm xăng để mua nhiên liệu. Họ lo lắng sau khủng hoảng về thực phẩm, thuốc men, cuộc sống sẽ càng thêm chật vật vì khan hiếm xăng dầu. Đầu tiên, chúng tôi lo lắng là thiếu nhiên liệu, các nhà máy lọc dầu không vận hành nữa. Các nhà máy lọc dầu còn vận hành thì sản xuất không đủ, trong khi các công ty xăng dầu của nhà nước lại phải trả tiền cho xăng nhập khẩu giá đắt hơn.
Trước đó, theo thỏa thuận đạt được hồi cuối năm ngoái, OPEC đồng ý cắt giảm khoảng 1,2 triệu thùng một ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 và kéo dài trong vòng 6 tháng. Theo đánh giá, biện pháp cắt giảm sản lượng của Venezuela có thể sẽ ảnh hưởng tới các công ty liên doanh mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela PDVSA đang hợp tác như Rosneft của Nga và Eni của Italia. Ngoài ra, việc cắt giảm sản lượng này cũng sẽ là gánh nặng đối với Petrorica, công ty liên doanh giữa PDVSA và công ty dầu khí CNPC của Trung Quốc. Được biết, chỉ với 1 đô la, người dân Venezuela có thể mua được 1.800 lít xăng. Nếu quy ra tiền Việt, mỗi lít xăng tại nước này hiện chỉ hơn 30 đồng. Tuy nhiên, câu chuyện này chỉ xảy ra ở các trạm xăng do nhà nước trợ giá. Còn tại các trạm xăng khác bán theo giá thị trường quốc tế, một lít xăng có giá đến 650 bolivar, tức là khoảng 1 đô la. Và để đổ đầy bình 70 lít cho một chiếc xe hơi nhỏ, người dân có thể tốn hơn 35 đô la, bằng 85% mức lương tối thiểu tại nước này. Chính bởi lẽ đó, người dân Venezuela lo ngại rằng khi sản lượng dầu thô bị cắt giảm, chắc chắn nước này sẽ bước vào giai đoạn khan hiếm xăng dầu, từ đó khiến cuộc sống của họ đã khốn khổ lại càng bế tắc hơn. Sau các cuộc biểu tình vì thiếu thuốc men, nhu yếu phẩm, giờ đây người dân Venezuela lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới, thiếu bánh mì trầm trọng. Người Venezuela thì cho rằng khó khăn cho việc mua bánh mì tại các hiệu bánh trong nước là do chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã không nhập khẩu đủ bột mì cho họ. Có những ngày tôi phải nhịn đói vì chẳng thể mua được một chiếc bánh mì nào cả. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi, hôm nay tôi đã mua được bánh. Tuy nhiên, ông Maduro lại kết tội các hiệu bánh tích trữ bột mì để làm rối loạn chính phủ của ông. Ông khẳng định họ đã dùng chúng vào những loại bánh đắt tiền hơn là loại bánh mì giá rẻ được trợ cấp. Họ đang giấu bánh mì không cho người dân biết. Họ sẽ phải trả giá cho việc này. Tôi thề đấy, những người tạo ra cuộc chiến bánh mì này sẽ phải trả giá. Kết quả, 4 người đã bị bắt vì cáo buộc gây ra cuộc chiến bánh mì đang diễn ra ở Venezuela. 2 hiệu bánh bị sung công vì bán bánh cao hơn giá chính thức. Trong khi đó, người dân không tin rằng biện pháp của ông Maduro sẽ giúp họ giải quyết tình trạng thiếu lương thực. Tôi chưa nhìn ra điểm tích cực nào ở biện pháp này. Ông ấy sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Bởi vì tới nay, ông ấy vẫn chưa cung cấp được bất cứ thứ gì chúng tôi muốn, từ thuốc men, thực phẩm hay bất cứ thứ gì mà chúng tôi cần. Về phần mình, hiệp hội các nhà sản xuất bánh mì tại Venezuela lại không cho là vậy. Nhóm này cho biết 8.000 hiệu bánh trong nước nhận được 30.000 tấn bột mì một tháng, chỉ bằng 1/4 nhu cầu. Tại Venezuela, các loại thực phẩm cơ bản được chính phủ trợ giá khá mạnh tay thông qua một cơ chế tỷ giá nhân tạo. Tuy nhiên, doanh thu từ dầu mỏ giảm đã khiến chính phủ của ông Maduro thiếu hụt số đô la Mỹ cần thiết để duy trì cơ chế này. Cho tới thời điểm này, có thể thấy chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro gần như chưa làm được gì để cải thiện đời sống của người dân. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế lại nhận định, ở thời điểm khó khăn như hiện tại mà Venezuela lại đưa ra quyết định tuân thủ việc cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC thì quả thực là một điều nguy hiểm. Các chuyên gia cho rằng với quyết định trên, Venezuela có nguy cơ phải chịu rủi ro khi giảm mức thu nhập, đồng nghĩa với việc kéo dài tình trạng suy thoái kinh tế từ năm 2014. Trong khi đó, Quốc hội Venezuela dự báo lạm phát lũy kế tại nước này tăng lên mức kỷ lục trong năm 2017. Quốc hội Venezuela ra thông báo cho biết lạm phát lũy kế tại nước này đã tăng tới 42,5% chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, đồng thời dự kiến kết thúc năm 2017. Chỉ số này sẽ lên mức kỷ lục 741%. Tuy nhiên, hơn một năm qua, Ngân hàng Trung ương Venezuela lại không đưa ra thông báo liên quan đến chỉ số trên. Trong một thông cáo báo chí, Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Quốc hội, hiện do phe đối lập kiểm soát, José Guerra nhấn mạnh tỷ lệ lạm phát ở mức cao như vậy, chủ yếu là do sự gia tăng tới 275% tiền danh nghĩa do Ngân hàng Trung ương Venezuela phát hành trong năm 2017. Đồng thời, lạm phát cũng ảnh hưởng đến việc tăng giá trị hao mòn lũy kế của đồng Bolivar trong thị trường song song và viễn cảnh mất giá của đồng tiền này. Về phần mình, Ngân hàng Trung ương Venezuela cho biết vấn đề lạm phát tại Venezuela với tỷ lệ 180,9% năm 2015 là do cuộc chiến tranh kinh tế mà Tổng thống nước này Nicolas Maduro cáo buộc các tập đoàn kinh tế lớn của giới tài phiệt và phe đối lập gây ra. Tại Venezuela, chính phủ và phe đối lập thường xuyên đưa ra các con số thống kê có mức độ sai lệch rất lớn và thường chỉ trích nhau về tính xác thực của số liệu đưa ra. Là quốc gia có trữ lượng dầu khí hàng đầu thế giới, Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng
thiếu lương thực và thuốc men, lạm phát ở mức cao nhất trên thế giới. Từ tháng 1 năm nay, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã không công bố các chỉ số kinh tế. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát ở quốc gia Nam Mỹ này sẽ lên tới mức 1.660% trong năm nay. Và nếu như trong cuộc họp chính sách sắp tới của OPEC diễn ra ngày 25 tháng 5 tới tại Viên Áo, các nước thành viên OPEC nhất trí gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ, thì cuộc sống của người dân Venezuela trong giai đoạn tới đây không biết sẽ đi về đâu. Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.